Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Đi Đâu Đó Đi Review. Dành cho những bạn lần đầu tiên tới đây thì kênh của tụi mình sẽ làm review, chia sẻ kinh nghiệm về những hoạt động cắm trại ra ngoại leo núi. Bạn có đang băn khoăn không biết phải làm thế nào để đảm bảo giấc ngủ thoải mái và ấm áp cho những đứa trẻ của mình trong những chuyến đi cắm trại ra ngoại hay không? Và hôm nay ở đây mình có một chiếc túi ngủ trẻ em đến từ nhà nơi chơi 2. Vậy hãy cùng mình xem nó có gì đặc biệt không nhá. Nói về túi ngủ trẻ em thì có gì đặc biệt nhỉ? Ủa, tại sao mình không xài một cái túi ngủ mà mình hay sử dụng mà mắc chi phải xài những túi ngủ dành riêng cho trẻ em như thế này? Thì đầu tiên, túi ngủ cho trẻ phải phù hợp với kích thước của chúng. Nhiều phụ huynh thường mua túi ngủ thật lớn và rộng để khi bé lớn vẫn có thể dùng được. Đây là một sai lầm khá phổ biến. Khi túi ngủ quá rộng, đầu bé có thể bị lọt thỏm vào phía bên trong thân túi, khiến trẻ dễ bị ngạt. Chưa kể tới việc khả năng giữ ấm cũng kém hơn do túi ngủ không ôm sát được cơ thể. Về kích thước đóng gói thì mình đã thử qua rất nhiều loại túi ngủ khác nhau, nhưng mình thấy chiếc túi ngủ này thì nó khá là đặc biệt. Như các bạn có thể thấy thì chiếc túi ngủ này khi gấp gọn khá là to với kích thước là 42x18x27cm. Ở đây mình có một chiếc túi ngủ M180. Nó gần như gấp đôi chiếc túi ngủ M180 mà mình mang theo. Nhưng chiếc túi ngủ này lại có một thiết kế khá đặc biệt. Nó được thiết kế theo dạng túi sách, không giống thiết kế dạng trụ tròn như những chiếc túi ngủ ta thường thấy. Như thế này tuy hơi cồng kềnh nhưng rất dễ xách theo. Thứ hai là về kích thước sử dụng. Ngoài việc chiếc túi ngủ này có mũ ra thì nó còn có thể nối dài thêm phần chân. Kích thước khi chưa nối dài sẽ là 75x160cm. Với kích thước này sẽ phù hợp sử dụng cho những trẻ dưới 1m3. Còn đối với trẻ trên 1m3, ta nối dài thêm phần chân bằng cách nối phần túi đựng. Khi đó, kích thước sử dụng sẽ là 1m9x75cm. Như phần đầu mình có đề cập thì các bạn nên chọn những chiếc túi ngủ phù hợp với chiều cao của trẻ để tránh việc trẻ bị ngạt khi bị tụt vào trong lòng túi ngủ. Một điểm nữa thì chiếc túi ngủ này có thể nối dài cho nên các bạn có thể yên tâm sử dụng cho trẻ đến lúc lớn luôn. Cảm giác đầu tiên khi mình chạm vào cái túi ngủ này thì nó khá là mềm mại. Cái lớp ngoài màu vàng này được làm bằng vải pongji. Lớp phía trong sẽ được làm bằng vải cốt tông và bông vải. Một điểm đặc biệt của chiếc túi ngủ này là khả năng chống nước khá tốt. Lớp bông và lớp vải lót cốt tông làm cho túi ngủ không bị bí hơi, cũng như thấm hút mồ hôi khá tốt. À, nhưng bạn đừng lo nhé, túi ngủ này có thể dễ dàng vệ sinh bằng máy giặt. Với túi ngủ trẻ em này thì sẽ có mũ đi kèm. Trên thân túi ngủ thì sẽ có những đường chạy ngang như vậy để tránh cho việc bông bị dồn lại một chỗ trong khi dùng hoặc khi giặt. Ở miệng túi thì sẽ có cái phần giấy thít lại như thế này, đỡ bị tuột, với nó cũng giữ ấm cho phần đầu của trẻ được nhiều hơn. Phần khóa kéo thì được sử dụng khóa 2 chiều, chạy dọc thân túi. Nếu muốn ta có thể mở ra để làm thành một cái chăn hay một tấm lót cho trẻ, khá là tiện lợi. Còn về phần vỏ túi thì ta nối vào thân túi bằng cái khóa kéo, cái khóa khi mà chúng ta mở túi ấy. Vì vậy túi ngủ này không ghép đôi được như một số dòng túi ngủ thông thường. Hiện chiếc túi ngủ này đang có hai phiên bản là C180 và C300, với hai màu là màu vàng và màu xanh. Thì điểm khác biệt giữa hai phiên bản này là về phần trọng lượng và giải nhiệt độ sử dụng. Với bản C180 thì trọng lượng của nó sẽ là 1,1kg và nhiệt độ dư ấm tốt nhất sẽ từ 12 độ C trở lên. Bản C300 thì sẽ được nâng cấp về giải nhiệt độ, nhiệt độ dư ấm tốt nhất của nó sẽ từ 6 độ C trở lên. Và vì nhiều bông hơn cho nên bản C300 này nó sẽ nặng hơn bản C180 một chút, bản này nặng 1,4kg. Tùy thuộc vào địa điểm và thời tiết mà bạn sắp đi thì hãy lựa chọn phiên bản cho phù hợp nhé. Và đó là một số điểm mà mình thấy ở chiếc túi ngủ này. Nó khá là tốt cho trẻ em đấy, với những ưu điểm như có mũ này, mình có thể giặt máy này, thông khá là thông thoáng, không bị ngấm nước, mình có thể mở rộng và có thể mở ra để xài như một chiếc chăn, giá cả cũng hợp lý nữa. Bên cạnh đó thì nó cũng có một vài nhược điểm như là cái kích thước gọn khá là lớn, khó để đem đi leo núi. Nó cũng không thể ghép đôi như những túi ngủ thông thường. Và đó là tất tần tật về chiếc túi ngủ trẻ em này. Thì bạn có thấy chiếc túi ngủ này phù hợp với mấy đứa nhóc ở nhà hay không? Hãy comment xuống phía dưới cho mọi người cùng biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng tiếc cho tụi mình một like và subscribe nhé. Và mình là Đào Nguyên đến từ channel Đi Đâu Đó Đi Review. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cung đường hạnh phúc.